dí anh em. Trên tay mình đây đang là BDK Gris Chanel, một trong những chai nước hoa được yêu cầu rất nhiều từ đầu năm đến giờ. Và bây giờ thì mình mới làm review với em nó. Và quan điểm cá nhân của mình thì mình cũng nói luôn đây, đó là mình không thích con nước hoa này lắm. Không phải là mùi nó tệ, chỉ đơn giản là không hợp gu thôi. Còn nếu như xem xong video này các bạn thấy rằng nó có một cái vibe gì đó cùng với sở thích của các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể thử em nó. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay mùi hương Gris Chanel XS đang có ở đây nhá. Cái điều đầu tiên là mình muốn nói với các bạn rằng đó là như cái thói quen của kênh Kiên Fragrance thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về thương hiệu BDK. Thương hiệu BDK thì được ra mắt vào năm 2016. Sáng tạo gần đây nhất của họ thì là năm 2024. Nhưng chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái con Gris Chanel này thôi. Chai nước hoa này thì cũng đoạt khá là nhiều giải ở trên Fragrantica. Và nó có hai phiên bản là EDP và XS. Tôi cũng mới lấy cái vial của EDP lại đây rồi. Thì tí nữa trong cái phần review về phần mùi hương và hiệu năng thì tôi sẽ nói kỹ hơn. Thì chủ của thương hiệu này đó là David Benedict. Ông là một ông thì không phải. Anh ta sinh năm 1989, có nghĩa là khá là trẻ trong cái việc mà thành lập thương hiệu và đưa ra những cảm hứng làm mùi so với những nhà nước hoa khác nhá. Còn về thương hiệu này thì là năm 2016, nhưng mà đại khái thì ông là một trong được sinh ra ở trong cái gia đình nó cũng có cái điều kiện khá là tốt, vì từ thời ông bà thì đã là một trong những cái địa chỉ phân phối gần như là độc quyền của những cái thương hiệu lớn, trong đó có Dior. Và sau này thì nhờ cái việc mà tiếp cận và bán những nguồn hàng xa xỉ, trong đó có nước hoa, thì đến đời bố ông và đến cả đời ông thì được tiếp cận với nước hoa khá nhiều. Ông thì về cơ bản không nhầm tôi cứ nhầm dùng nhầm từ ông anh ta thì về cơ bản là không hề học chuyên về nước hoa ta, mà anh ta học có một chút liên quan đến cái mảng thời trang, cũng là ở một cái trường khá là danh tiếng ở Pháp, và sau đó thì chuyển ngạch sang để làm về nước hoa. David trước khi thành lập cái thương hiệu BDK ấy, anh đã có một cái thời gian làm việc khá là nhiều với những bạn bè và đội ngũ của bên Givaudan, nếu mà mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì sau đó anh ta đã đưa ra được cái con đường riêng trong cái việc thành lập cái thương hiệu BDK về sau này. Và chai nước hoa này thì toàn bộ được làm ở Pháp nhá. Có nhiều thương hiệu khi mà để người ta tối ưu hóa cái chi phí hơn thì người ta có xu hướng là người ta sẽ làm chuyển đổi outsource các công đoạn ra nước ngoài. Ví dụ như kiểu là chai lọ thì có thể lấy ở những cái nước như kiểu Anh này, Úc này, Ấn này, Trung Quốc này, bao bì đóng gói những cái thứ, hộp những cái thứ để làm sao tối ưu hóa sản phẩm nhất. Nhưng riêng với BDK thì theo như David chia sẻ là toàn bộ được làm ở Pháp. Cụ thể thì cái phần nắp của chai nước hoa này, đây các bạn có thể nhìn thấy phần nắp. Đó. Cái phần nắp này được làm theo hình mái vòm của Grand Palais tại thủ đô Paris ở Pháp này. Cái phần chai nước hoa này thì được thiết kế bởi một cái nghệ nhân về thủy tinh ở vùng Normandy. Và cái phần tem này, tem bao bì dán và toàn bộ dán bằng tay thì được làm tại vùng tôi có nhớ không nhầm hình như là vùng Bordeaux. Và cái phần hộp của chai nước hoa được làm bằng giấy, nó giống như kiểu những cái bìa sách ấy, thì nó được làm tại vùng Le Mans ở Pháp. Và toàn bộ những cái gì tạo ra chai nước hoa này thì đều là ở Pháp cả. Vì thế thì các bạn cũng phải biết rằng là với một cái đầu vào cái sản phẩm gốc cốt của nó cao như thế thì cái giá thành của BDK nó cao là chuyện hoàn toàn là bình thường thôi. Và theo như quan điểm của David thì tất cả những cái mùi hương của ông thì sẽ tập trung ở một cái nốt hương chính, sau đó sẽ khai thác và sáng tạo ra. Vì thế thì ở đây sẽ là đàn hương, chúng ta sẽ nhận thấy khá là rõ rệt. Mùi hương này thì khi mà các bạn xịt ra ấy, các bạn không, cá nhân mình đi, mình thấy con này ở trên da mình nó lên một cái vai có phần hơi phấn, hơi chan chát và khá là tối của nét sung. Nó sẽ không ngậy béo ngay như những cái mùi sung phổ thông ở trên thị trường hoặc là quen thuộc như là Diptyque Philosophicus, rồi những cái mùi sung như là ở những cái con một vài con sung phổ thông hoặc là một vài con dừa thì nó có cái vai rất là sáng, béo ngay, kem ngay từ đầu. Nhưng mà ở BDK XS thì cái phần mở đầu nó khá là đặc biệt. Và riêng cái phần mở đầu này thì cá nhân mình đánh giá nó không phải là một cái phần mở đầu
đầu dễ tiếp cận cho những người mới dùng một vài chai nước hoa. Tại vì hiện tại thì Gris Chanel của BDK nó đang được gọi là truyền thông và tiếp cận cực kỳ mạnh với tất cả những người dùng nước hoa, đặc biệt là ở trên nền tảng TikTok. Nếu mà ở nền tảng YouTube ấy, thì các bạn sẽ thấy là rất ít người làm chai nước hoa này. Nhưng mà trên TikTok thì cái việc trải nghiệm của cái người xem ở trên đấy nó không nhiều. Nhưng mà nhiều người sẽ mua con này về và khá là thất vọng ở cái phần top note. Cái này mình cũng nói rõ luôn. Và sau khi mùi hương nó có sự biến chuyển thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét phấn, cái nét sung hơi chăn chát nó sẽ dịu xuống. Và các bạn nhận thấy đàn hương xuất hiện. Đàn hương ở đây nó không đẩy cho cái mùi hương sáng hơn hay là creamy hơn, mà nó vào để nó trung hòa ở khoảng giữa. Và lúc này thì mình thấy rằng cái nét của đàn hương nó tạo ra một cái vai hơi kiểu bột gỗ ấy. Nó có thể gợi nhớ tới khá là nhiều những con đàn hương kiểu bột gỗ, như kiểu là con Pacific Pacific của nhà Monte Carlo. Có một con đàn hương cũng hơi nan ná như này, nhưng mà nó không có cái nét chăn chát như ở Gris Chanel. Thì ở cái khoảng này thì mình thấy là mùi hương có xu hướng unisex, thậm chí rằng là từ top note đến cái khoảng tầm 30 phút thì con Gris Chanel này nó có xu hướng unisex, thậm chí rằng nhiều khi nó còn có phần hơi nghiêng nữ một tí nhá. Đấy, nhưng mà ở cái khoảng đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì đàn hương lại lên khá rõ. Lúc này thì mình lại không nhận thấy cái nét sung béo nữa, mà mình lại thấy đàn hương mix cùng với vanilla, nó có một cái bay ngọt ở phía dưới chứ không phải là cái hơi hướng creamy nữa. Đấy, thì tôi phải trải nghiệm con này khá là kỹ để tôi đưa ra được một cái góc nhìn thật là khách quan. Thì những cái gì tồn tại trên da mình sau khoảng tầm 8 tiếng ở trên da, đó là một cái mùi vani ngọt. Gần như rằng tất cả cái hiệu ứng của gỗ, của đàn hương, của sung nó biến mất hoàn toàn, mà là vani ngọt. Lúc này thì nó sáng hơn tất cả các giai đoạn ban đầu của em này. Đúng ra thì mùi hương nếu mà sự biến chuyển ấy, thì ban đầu nó sẽ sáng và về sau nó tối. Nhưng mà ở Gris Chanel thì nó đi theo hướng ngược lại, là ban đầu nó tối và chăn chát, sau đó mãi sau thì nó ngọt thì nó lại sáng hơn. Đây là một cái điều khá là thú vị. Thì ở trên góc độ chơi nước hoa thì mình phải nhận định rằng Gris Chanel là một trong những chai nước hoa có sự biến chuyển rất nhiều lớp lang. Mỗi một hôm test khác nhau thì mình lại có cảm nhận khác nhau, và nó ảnh hưởng bởi nhiệt độ cũng khá là rõ rệt. Cái này thì tôi test từ những hôm trời Hà Nội chuyển thu đến bây giờ trời lại nóng lại rồi, thì mùi hương nó cũng có sự khác biệt. Thì phải nói rằng đây là một chai nước hoa có sự biến chuyển rất cầu kỳ. Đó là lý do vì sao mà chai nước hoa này được bình chọn khá là nhiều. Đó. Còn ở trên cái phần hiệu năng của mình thì phải nói rằng con này hiệu năng cực kỳ tốt, rất 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 tốt luôn. Trên da tôi bèo nhèo 8 tiếng, tôi xịt từ sáng đến tận tối nó vẫn còn mùi. Nó sẽ tỏa tốt trong khoảng tầm 3 tiếng ban đầu, và rồi nó cứ bền bỉ ở trên da thôi. Dù đến cuối ngày thì các bạn chỉ cần đưa nhẹ lên là các bạn đã lại ngửi thấy mùi hương của em nó rồi. Thì con này cá nhân mình trải nghiệm chai này thì mình nhận từ năm ngoái, nên là có thể là nó là phiên bản 2023. Nhưng mà với trải nghiệm của mình thì 8 đến 10 tiếng là hoàn toàn thừa sức. Độ bám tỏa thì rất rất tốt. Và chính vì thế thì nó sẽ phù hợp với những ngày đông lạnh, đâu đó khoảng tầm dưới 20 độ thì các bạn xịt sẽ có một cái cảm giác dễ chịu nhất, với khoảng tầm 3 đến 4 shot xịt. Đó. Con này thì với mình thì mình nghĩ rằng là nó về sau thì nó có xu hướng nghiêng nam. Ở phần đầu thì nó có cái nét hơi nữ tính một tí của iris, của phấn, nên là mình sẽ đánh giá con này là một con unisex. Nhưng mà nếu như bạn nữ nào mặc thì sẽ là những bạn cá tính. Còn với những bạn nam thì riêng mùa đông thì các bạn có thể mặc những chiếc quần jean, sau đó là một chiếc áo len củ lọ, hoặc là những cái áo len dày của bọn Zara hay là Uniqlo ấy, đen nhiều lớp lại với nhau ấy. Những cái sợi len nó to ấy. Sau đó các bạn mặc một chiếc mình nghĩ là một chiếc măng tô dài dạ ngoài thì các bạn xịt cái mùi hương này nó rất là ok. Còn về phần độ tuổi thì với mình thì con Gris Chanel XS này mình nghĩ là tầm ngoài 23 thôi là các bạn có thể mặc thoải mái. Con này thì 35-40 các bạn vẫn có thể mặc được, nên là mua để đi tặng thì cũng rất là ok. Và đó là cảm nhận của mình về phiên bản XS. Thì mình mới thử cái phiên bản EDP ở đây thôi. Cái vial thì mình vứt ở kia, mình xin được cái vial đâu đó 2ml. Thì trên trải nghiệm cá nhân của mình ấy, thì con XS này là một cái phiên bản khác bọt hoàn toàn so với EDP. EDP với mình thì kem khá là rõ gỗ, và có thể nó sẽ phù hợp với mùa thu. Theo như vài review ở trên TikTok thì mình công nhận là con này con EDP nó phù hợp với mùa thu hơn. Nhưng mà mùi hương nó không có cái sự hay ho, không có sự nhiều lớp lang. Và một cái nữa đó là phiên bản EDP bám tỏa cực kỳ kém.
Trời ơi, trên da mình đâu đó một cái mùi hương đất đỏ, không phải là rẻ, được khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Nên là nếu như các bạn kiểu ý định là mua phiên bản EDP, các bạn dùng ở mùa thu ấy, thì mùa thu vốn dĩ nó đã rất ngắn rồi. Và cái việc là mua một chai nước hoa vài triệu đồng để mùa thu thì mình khuyên các bạn nên mua chiết 10ml để các bạn dùng ở mùa thu hoặc là đầu mùa xuân thì nó sẽ ok hơn. Tất nhiên cái phiên bản EDP nó cũng sẽ là một cái phiên bản trẻ trung hơn rất nhiều so với cái phiên bản XS này. Còn nếu mà để có thể trường tồn dài trong một thời gian dài thì đây là một con rất ổn. Con này thực ra tôi nghĩ rằng là các bạn đi đâu cũng được rồi, các bạn đi chơi, các bạn đi làm, các bạn đi date điếc các thứ. Phiên bản XS này vẫn đáp ứng đủ hơn thay vì cái phiên bản EDP nhá. Vì thế thì khuyến khích là các bạn nên mua phiên bản XS này. Và bật mí rằng con này mặc dù là tôi không thích vì nó không phải gu của tôi, thực ra thì tôi thấy rằng là con sung này nó làm nó không tới và ở khoảng giữa thì tôi cũng không thích lắm, nhưng mà tôi vẫn phải đánh giá đây là chai nước hoa ngon. Nhưng mà các bạn vẫn cần phải trải nghiệm khoảng tầm 5 đến 7 chai nước hoa rồi thì các bạn mới lên ở tầm này. Và Guid Chanel phiên bản XS của BDK là một trong những con đầu để các bạn có thể hình dung được nốt đàn hương, nốt sung khi mix với nhau vanilla, nó như kiểu là một cái nấc thang đầu tiên trong cái phân khúc nít vậy, dễ ngửi. Vòi xịt thì cũng rất là ok. Đó, nó sẽ xuất hiện ở trong lít nước hoa mùa đông ở phân khúc trên 150 đô vào năm nay của Nam Guid BDK. Và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho các bạn có được một cái góc nhìn mới mẻ hơn về mùi hương này, vì cũng chưa có ai review và một vài thông tin ban đầu mình chia sẻ về BDK. Và nếu các bạn thấy video hay, đừng quên like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye!